Giao lưu đánh đôi bóng bàn với hạng A bóng bàn tỉnh Quảng Trị. Chiêu ai cấp chưa? Còn cái kế thì còn cái tấp chưa? Còn cái tiếng đêm bận. Còn cái mày nữa. Còn cái mày. Thấy không? Cáo thu mà đừng mày được. Ngươi bị chỉnh mình mày để cáo thu đừng mày không chỉnh mình trả. Được rồi. Đợi chưa? Quá chất bóng tốt của em lắm. Điền nó tốt lắm. Điền nó bóng mắt. Đúng chuẩn bóng bóng. Dạ. Chờ tôi đấy quán. Tôi đấy nè. À đấy thôi. Đứng cái chảo đó mà mất quán cái chảo đấy nè. Xong bắt mình bịt cái đi nè. Dạ tôi đấy nè. Dạ. Đạp cái nè. Kẹo theo ấy là kẹo Trung Quốc thì dùng cái nó phiên kẹo của mình cho có 300 cục tù như thế. Kẹo 5 tuyệt đóng á. Như là đi tuyên qua như vẫn chưa. Anh nhớ không? Chúng mày dồn cho bạn này, cho bạn có 5 đi. 5 thì 5 sau cái tù đi được 2 tỷ hết. Cái kẹo ra rồi đó. Đó. Mà kẹo Trung Quốc, Trung Quốc. Dạ. 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 Đây hả? Ờ. Chào
แล้วเดี๋ยวทุกเก็ต